Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với văn bản của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến tri cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh Người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ nói, tôi hỏi ngược lại là có ai tin không? Ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa và không có thiên tai, có nơi xảy ra lũ lụt, nơi thì nắng nóng, tuyết rơi dày, làm sao có thể cầu khẩn mà được như ý được. Tôi cho rằng người này đang đánh vào tâm lý của mọi người là khao khát cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng. Ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa, đấy là chuyện xa xưa rồi, không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại. Bà Lan lý giải, mưa là hiện tượng về vật lý khí quyển, phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoàn lưu khí quyển, nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa. Để có mưa vô cùng phức tạp, bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây, nhưng mây cũng chưa chắc mưa được, phải có động lực chuyển động lên xuống vị chuyên gia nêu thực tế Nam Bộ đang ở cuối mùa khô, dục dịch có thể có mưa, không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện. Bà Lan nhấn mạnh, nếu cầu khấn mà thành thật thì trên thế giới đâu có đói nghèo. Đây là câu chuyện rất buồn cười, nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cùng quan điểm với bà Lan, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dưới góc độ khoa học, thời tiết chưa thể có mưa ngay, Ban ngày trời nắng nóng, khô hạn còn tiếp diễn. Nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho Tây Nguyên hay Nam Bộ vào lúc này cũng rất khó thành công. Ông Quyết nói, còn những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức, không luận bàn. Cá nhân tôi không tin ông Hoàng cầu mưa được. Ông Lê Minh Hoàng cho biết, trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như Sơn La, Hà Nội, Bến Tre, Quảng Nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên, ông Hoàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này về nhiều ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm theo ông hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm khi được hỏi về thủ tục và lễ vật để cầu mưa người này cho biết thủ tục không có gì dườm ra và ông chỉ làm một mình ông hoàng cũng khẳng định nó giống kiểu một mình cầu mưa và tập trung hướng về cái tỉnh đang bị khô hạn không cần lễ vật gì hết nói về lý do được tiến sĩ nguyễn hoàng điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa kiểm chứng. Ông Hoàng cho rằng ông chỉ là công dân bình thường, không có tư cách pháp nhân nên cần nhờ đến các đơn vị giới thiệu mình. Ông Hoàng nói, nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật. Tôi muốn chính thống nên mới xin giấy giới thiệu và cho biết ông chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng khẳng định, tôi vào để giúp cho người dân đỡ vất vả. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ. Trước đây, tôi đi cầu mưa, chỗ nào tôi đi cầu cũng được, trong vòng 4 ngày sau là có mưa. Mới đây, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà V, quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, Thoại hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm lấy vàng ra cho Thoại xem và sau đó Thoại đồng ý mua. Khi bà V chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Ngay lập tức, bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính lao ra giữa đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hiếu dân phòng đang được công an thị trấn Mến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp. Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với ba người dân khống chế thoại ra công an huyện xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Theo thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Như đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt, còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết, số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật, được quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể, khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ tuy nhiên khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa hối lộ được vợ chồng trương xuân đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác do vậy hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố y khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Hà Nội. Trong công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hôm 12 tháng 4, bên cạnh yêu cầu bệnh viện tiếp tục giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Y tế còn đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có. Bộ đề nghị ngành y tế thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này. Trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn, có thể mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh chữa bệnh của bệnh nhân TNG sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27 tháng 3. Trước đó, sau khi gia đình tố Bệnh viện Đa Khoa Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi bị mất ngay khi còn trong bụng mẹ, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện kiểm tra xác minh thông tin phản ảnh. Hôm 11 tháng 4, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa khiến thai nhi mất khi đến khám thai và sinh con tại bệnh viện này hồi tháng 3 năm 2024. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 4, ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Thu Cúc theo đúng chỉ đạo gửi ngày 11 tháng 4 trước đó. Ông Khoa cũng cho biết sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Thu Cúc, đơn vị sẽ làm đơn phúc đáp và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng. Theo ông Khoa, Bệnh viện Thu Cúc đã thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự việc. Báo cáo phía Bệnh viện Thu Cúc có nội dung giải thích việc khách hàng được lịch hẹn sau 3 ngày đến khám lại, nhưng 7 ngày sau mới đến. Đây là một điều đáng tiếc. Ngoài ra, phía bệnh viện cho biết đang thiện chí giải quyết với gia đình sản phụ. Về hướng xử lý vụ việc, ông Khoa cho hay nếu nhận được đơn của gia đình sản phụ, Bộ Y tế sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp gia đình sản phụ không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Thu Cúc, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội sẽ họp. Nếu gia đình vẫn tiếp tục không đồng ý, Bộ Y tế sẽ giải quyết theo trình tự và luật khám chữa bệnh, họp với các chuyên gia để xem xét bệnh viện có sai phạm về chuyên môn hay không.